Chào anh em nhé, hôm nay tôi với lại mấy anh em đi đến cái hồ câu ở Xuân Phương. Thì nó gần giáp với cái khu đường 70. Thì hôm nay là ngày đầu tuần nhưng mà cũng rất là đông, nhiều anh em câu vào đây câu. Thì bên cạnh là đường 70, cũng đã làm rất là lâu năm rồi nhưng mà vẫn con đường khốn khổ này, kết nối giữa Trịnh Văn Bô và đường 32 ấy. Quốc lộ 32 thì vẫn chưa xong cái đường 70 này. Đất ở khu vực Xuân Phương này thì cũng đã rất là lâu rồi, cũng phát triển, ngày xưa nó cũng chỉ 3-4 tỷ một căn thôi, nhưng bây giờ nó cũng lên đến cả 14-15 tỷ một căn, 14-15 tỷ một căn. Đây là đường Xuân Phương này nhá, đây là đường 72-70 đấy. Đường 70 nó giao chạy thẳng sang bên kia là Vinhome Smart City. Đấy, đây những cái tòa nhà đằng sau, cái Home Smart City đằng sau. Khu vực này nó cũng đã được quy hoạch thành các dự án rồi, nhưng mà các chủ hồ ở đây vẫn thả cá để cho anh em xuống đây câu rất là nhiều. Và cái khu vực bất động sản ở khu vực Xuân Phương này, Vân Canh Xuân Phương này nhá, cũng rất là tiềm năng, bởi vì rất là nhiều các dự án. Và những cái con đường đợt tới này thì sẽ cái con đường quốc lộ của con đường 70 này mà nó thông ấy, thì cũng rất là tiềm năng. Nhưng thực sự đây là cái thời điểm mà rất là khó khăn cho bất động sản, bởi vì bây giờ trước đây ví dụ như anh Vin nó về đây đúng không, thì có một số nhà cá mập đánh sóng lên cách đây năm 2018 thì giá nó khoảng tầm 17-18 triệu, thì đến bây giờ thời điểm này là tầm hơn 100 triệu, rất là giá cao. Rồi, hồ rất là đông và rất là nhiều câu thủ vào đây để câu. Anh em nào có thú vui câu cá nhé, comment bên dưới đó. Là thỉnh thoảng anh em tôi cũng có rất là nhiều bạn bè là muốn đi câu nên thỉnh thoảng tranh thủ cái thời gian rảnh rỗi. Bất động sản nó đang trứng và đóng băng, cũng rất là nhiều người không còn quan tâm đến bất động sản nữa, và có tiền rồi thì đi chơi thôi, đi câu thôi. Đó, rất là hay. Rồi tôi cùng anh em sẽ vào thăm một cái đại gia về đèn nhé, chúng ta cùng tìm hiểu về lĩnh vực đèn led đó. Thôi anh em cùng theo dõi tiếp video nhé. Vâng, xin chào anh em. Thực sự hôm nay tôi cũng được một người anh là sau khi mua một căn biệt thự ở Vinhome 5-60 tỷ đấy, thì nhưng bên trong là chưa hoàn thiện nội thất, thì cũng nhờ tôi là đi tìm và giới thiệu cho anh ấy một cái doanh nghiệp nào có uy tín để mà cấp những cái thiết bị về đèn điện ở bên trong nhà. Thì tôi cũng có người anh rất là lớn và có thương hiệu rất là lớn là anh Dũng, thì chúng tôi đã đặt cho là anh Dũng Đèn, Dũng Đèn LED, chuyên về đèn LED và tất cả các hệ thống chiếu điện. Thế thì có một cái câu chuyện là cái ông anh của em ấy là muốn mua cái điện làm sao bên trong bây giờ một cái anh biết cái căn biệt ở Vinhome ấy thì nó khoảng tầm 300 m², thì cái hệ thống đèn nó rất là nhiều, và anh ấy muốn tư vấn làm sao đèn nó phải có tối ưu được điện khi mà bật lên. Bây giờ thực sự nếu mà bật lên ấy thì cũng tốn rất là nhiều tiền đấy. Thì anh có thể tư vấn cho khách hàng của em được biết xem là nên dùng cái loại nào, thì anh có thể tư vấn giúp em cái này không? Thực ra thì cái vấn đề mà tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng nó không phải chỉ là vấn đề của mỗi gia đình mà nó còn là vấn đề của quốc gia. Thì trong khuôn khổ như bài hôm nay thì tôi sẽ trao đổi với anh Hanh một chút, một vài cái phương pháp về tiết kiệm điện. Tiết kiệm điện thì chúng ta đầu tiên chúng ta không thể dùng cái, nhiều khi nói là ý thức là ra khỏi phòng, ví dụ trẻ con ra khỏi phòng tắt bật hoặc là gì đấy, mình phải có ý thức để mà tiết kiệm được một cái phần điện đấy, ngay ở trong cả gia đình hoặc là ngay cả ở trong công nghiệp. Tuy nhiên thì có những cái giải pháp chính, mà cái này nó phụ thuộc vào gì, nó phụ thuộc vào chính cái thiết bị nó mà có hiệu suất cao mà công suất nó thấp thì nó vẫn đảm bảo cái ánh sáng phát ra.
thì đấy là tiết kiệm điện. Thì mình dùng rất là dài, ví dụ như một cái xe ô tô nó có hiệu suất cao, nó chạy 100 km/h, nó chỉ mất khoảng độ 6 lít thôi. Thì đấy là dùng những cái thiết bị có hiệu suất cao. Thì đấy là điểm đầu tiên. Thế thì đầu tiên tôi xin chia sẻ với mọi người là sử dụng và lựa chọn mua những cái thiết bị điện có hiệu suất cao. Mà hiệu suất cao, ví dụ ở đèn LED thì nó sẽ có mấy cái điểm như này. Đầu tiên là hiệu suất phát quang. Hiệu suất phát quang nó đánh giá là gì? Bây giờ phải tối thiểu là 100 lumen trên watt trở lên. Thì mọi người khi lựa chọn để tiết kiệm điện thì nên dùng loại như vậy. Cái giải pháp thứ hai cũng lại liên quan đến thiết bị nhưng cao cấp hơn một chút, là bạn hãy dùng những cái thiết bị mà nó có thể điều chỉnh được ánh sáng. Ví dụ như khi mà mình không cần dùng ánh sáng đến mức quá sáng thì mình dùng cái gọi là cái dimmer, mình giảm nó xuống. Ví dụ mình giảm dùng 50% ánh sáng thì đến lúc đấy nó tiết kiệm 50% điện. Dùng đến giảm đến 70% ánh sáng, nó chỉ cần lờ mờ để xem TV thôi, nó không hại mắt mà lại và nó chỉ tiết kiệm đến 70% điện, nó tự thích ứng luôn. Thì đấy là một giải pháp. Còn ở một vài khu vực thì ví dụ tôi, kinh nghiệm của tôi đi lắp cho rất nhiều biệt thự rồi, thì những cái hành lang, những cái khu vực cầu thang, những khu vực red room thì chúng ta có thể dùng cái sensor. Nhưng không phải là dùng cái sensor chất lượng, nó có thể cài đặt được thời gian. Tức là gần như bây giờ cái sensor mình hiểu đơn giản cũng là công cụ, nhưng nó mà là một cái công cụ là để thay cho cái công tắc của mình. Tức là gì? Sensor là hiểu đơn giản nó là một cái công tắc. Tức là khi có người vào thì nó sáng lên. Và nó duy trì một cái thời gian. Ví dụ mình ngồi ở trong red room hoặc là mình làm gì đấy, mình cứ vận động thì nó sáng và mình cài được cái thời gian trễ của nó. Thì đấy, những dòng sensor cao cấp nó sẽ không phải như những cái sensor mà cứ tắt bật mà gây ra cảm giác rất khó chịu. Đấy, thì cái đấy là một cái giải pháp. Khi mình quên hoặc khi con mình quên hành lang thì cứ ra đi qua nó bật, xong là đi qua lại tắt, đi đến nó bật, đi qua lại tắt. Thì đấy cũng là một trong những cái mà tiết kiệm điện. Vâng. Còn anh có thể giới thiệu cho em một cái nào, cái mẫu nào anh đang cung cấp được không? Và cái giá như thế nào? Anh có thể giới thiệu cho khán giả được biết không? Mình có hai dòng. Tất cả những cái đèn mình xin giới thiệu nhanh, vì thực ra nói về công cụ, tức là nói về cái điều mà muốn tiết kiệm điện. Đầu tiên nó phải liên quan đến hiệu suất. Thứ hai nó phải liên quan đến dim được. Tức là gì? Hiệu suất nó phải là tầm 100 lumen trên watt trở lên. Và nó dim được, tức là tăng giảm được độ sáng và chuyển màu được theo mùa. Thì đấy là những cái giải pháp mà chúng tôi đang sử dụng rất nhiều cho những căn biệt thự, những căn chung cư và những cái nơi mà họ mong muốn là sử dụng ánh sáng tốt, đẹp và bảo hành đến 5 năm thì họ nên dùng như vậy. Cái này bảo hành 5 năm? Tất cả đèn của chúng tôi đều bảo hành 5 năm hết. Cái này anh, ví dụ em dùng một căn biệt thự thì bao nhiêu cần bao nhiêu bóng đèn này? Thực ra thì như này, 200m2 này, một sàn đi thì bao nhiêu? Theo cái thiết kế bây giờ chúng tôi tư vấn thiết kế miễn phí tất cả toàn bộ lại cái hệ thống chiếu sáng. Anh chứ không phải là nhìn thấy một cái vào một cái phòng hoặc nhìn thấy một không gian nó sáng rực lên rất nhiều đèn mà nó chói loa lên. Thì ở đây là chúng tôi tối giản cái việc là từ ngay khâu đầu tư mà vẫn đảm bảo là chiếu sáng theo kiểu như là mỹ thuật, chiếu sáng nó tạo ra một không gian để sống thật sự. Tức là ai mà có quan tâm đến thiết kế về những cái không gian ánh sáng đèn điện ở trong những căn biệt thự, đúng không? Thì anh có thể tư vấn miễn phí và thiết kế miễn phí. Đó, thì anh em ai mà muốn có nhu cầu thiết kế nhé, điện để cho làm sao vừa ánh mắt trẻ nhỏ đâu, nhất là người già anh em chúng ta không sao đâu. Chống cận đúng không? Đủ ánh sáng là bị cận. Đúng rồi. Thì phải, chúng ta phải nhờ các chuyên gia, chứ chúng ta không thể tự đưa cho mấy ông thiết kế nhà khác nhé. Thiết kế phải đèn điện là phải có một chuyên gia khác sâu đâu. Đó, thì anh em nào mà quan tâm thì comment bên dưới nhé. Đó ạ. Đó thì đối với những khách hàng mà đến từ là fan của em thì anh có thể là tiết kiệm có thể là chiết khấu 30%. Anh có thể chia sẻ luôn với khán giả được. Thông thường thì cái mức chiết khấu cao nhất hiện nay trên website của chúng tôi là led247.vn là mắc là 40% và giá đó đã có V. Nhưng đối với khách hàng của anh Hanh thì hãy cho tôi biết điều đó và có thể thêm mắc được 3% nữa, tức là 43%. Rồi quá. Anh em hãy comment bên dưới để cảm ơn anh Dũng nhé. Và có những cái câu hỏi nào về đèn hoặc là ánh sáng, anh em có thể là comment bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ anh em những cái điều mà tốt nhất
để ảnh hưởng đến không gian sống và ảnh hưởng đến mắt của các con trẻ, đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi, các bạn có thể comment bên dưới nha.